Dạ vâng, chào các bác ạ, là em Thành Auto. Thì ngay trước màn hình của các bác đây có lẽ là hai siêu phẩm cuối cùng của dòng xe hạng A 5 chỗ của VinFast. Đó là hai chiếc VinFast Fadil, một chiếc Fadil bản tiêu chuẩn và một chiếc Fadil bản nâng cao. Thì hiện tại bên em Thành Auto chỉ còn duy nhất hai chiếc xe này, mỗi phiên bản chỉ còn duy nhất một chiếc thôi. Ngày hôm nay thì chúng em đã bán chỉ còn có duy nhất hai chiếc xe này thôi. Thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe VinFast Fadil bản tiêu chuẩn và VinFast Fadil bản nâng cao màu trắng này thì hãy nhanh tay nhanh chân gọi ngay cho Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn với mức giá xuất hóa đơn của chiếc xe VinFast Fadil bản tiêu chuẩn này sẽ là 352.500.000. Và các bác nếu mà lấy xe trong tháng 1, tháng 2 này thì em Thành Auto sẽ tặng cho các bác thêm một cái gói dán phim và chải sàn. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay nhanh chân liên hệ ngay với em Thành Auto ạ. Bởi vì gói dán phim chải sàn này trị giá nó lên đến hàng chục triệu đồng nên là các bác nhanh tay nhanh chân lên đi ạ. Đấy, Fadil bản tiêu chuẩn cực kỳ là chất lượng mà bây giờ chỉ còn có duy nhất một xe thôi. Một xe cuối cùng cho các bác. Một xe cuối cùng cho chiếc VinFast Fadil bản tiêu chuẩn này. Một mức giá rất là hợp lý đúng không ạ? Lăn bánh vào thì chúng ta sẽ vị chi mất khoảng tầm 400 triệu đồng chẵn. 400 triệu đồng chẵn để cho chiếc VinFast Fadil bản tiêu chuẩn này lăn bánh tại xuống đường tại khu vực biển tỉnh. Còn lăn bánh xuống đường tại Hà Nội thì sẽ là 428 triệu. Lăn bánh tại Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ là 408 triệu. Và lăn bánh xuống đường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 420 triệu đồng cho chiếc VinFast Fadil bản tiêu chuẩn cuối cùng. Còn đối với lại chiếc VinFast Fadil bản nâng cao thì giá xuất hóa đơn của chiếc xe này sẽ là 383.100.000 đồng. 383.100.000 đồng cũng được tặng dán phim và chải sàn trị giá lên đến hàng chục triệu đồng. Nếu các bác nào quan tâm nhanh tay nhanh chân liên hệ ngay với em Thành Auto thì cái số 0979188958. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 430 triệu. Lăn bánh xuống đường tại Hải Phòng, Quảng Ninh, một số tỉnh thành áp thuế 12% sẽ là 438 triệu. Và lăn bánh xuống đường tại Hà Nội 458 triệu. Lăn bánh xuống đường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 450 triệu đồng cho chiếc VinFast Fadil bản nâng cao. Ở phiên bản nâng cao thì đã được trang bị la răng phay ạ, màn hình cam lùi, trang bị thêm là auto lock cửa và trang bị phím media trên vô lăng, và vô lăng là bọc da. Đấy, đây là những điểm khác biệt của chiếc VinFast Fadil bản nâng cao so với lại VinFast Fadil bản tiêu chuẩn. Đó, thế thì với lại mức giá lăn bánh cực kỳ là hợp lý như vậy thì các bác hãy nhanh tay nhanh chân lên đi ạ. Gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số 0979188958 để chúng ta có thể sở hữu ông vua phân khúc hạng A một thời. Một thời để nhớ của những chiếc xe VinFast Fadil. Vâng, nhanh tay nhanh chân lên đi ạ. Vâng, còn bây giờ thì em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.